anh em gồm tài xế Tú chở mấy anh em đoàn từ thiện đi qua bên cột cờ Lũng Cú để phát quà từ thiện nha các bạn. Đây. Ok chưa? Ok. Và đây phía sau đây là đoàn của mình đây. Từ sáng tới giờ cũng đã đến được cái điểm phát quà đầu tiên rồi các bạn. Bây giờ hiện giờ là 10 giờ kém 15. Ở đây là điểm trường mầm non Sáng Trầu của xã Lũng Cú. Sáng Trầu phải không? Của xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn nha các bạn. Giờ đây là đây mình quay cho các bạn xem đây. Đây là hai cái đầu xe của mình. Để mình quay một vòng cho các bạn xem đây. Đây là cái đoạn mình cứu có người ói quá trời quá đất. Thấy mà thương. Đi xa quá mà. Sao hả? Xỉn hả? Trời ơi, bạn vậy ăn kêu tôi thấy ói phải hậu. Mình đi vô trong vô trường nha các bạn. Trường Sáng Trầu, các trẻ em học ở trường Sáng Trầu đây. Ở Hà Giang các bạn, những cái tên, cái địa danh, cái tên rất là khó nhớ. Tên xã, rồi tên huyện, rồi tên các em đang chuẩn bị là xếp hàng. Các cô giáo đang điều khiển các em vô xếp hàng để chuẩn bị mà nhận quà từ thiện. Bên cái đoàn từ thiện phát cho các em áo ấm, rồi các nhu yếu phẩm, đồ, giày dép, đồ các bạn. Đó, đây, mình tránh ra cho các bạn xem đây. Đây. Đó. Các em nhỏ rất dễ thương. Cái chương trình của đoàn từ thiện đó là áo ấm vùng cao nha các bạn. Chỉ phát quà áo ấm, giày dép, đồ nhu yếu phẩm, đồ cho các em nhỏ ở các trường, ở các huyện của tỉnh Hà Giang các bạn. Đây, đây là các cô giáo đang tập hợp các em học sinh. Đây. Các em học sinh ở đây dễ thương quá, ai bé nào cũng dễ thương quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ủn em bé này lên à, ủn em bé này. Ô, trời ơi, sương quá. Người mặc có đẹp trai không? Đẹp trai nhớ. Các cô trong đoàn á đang bận đầu áo mới cho bé. Đây, bé nào cũng được bận áo mới đó, rất là dễ thương. Đây, áo ấm cho bé đây. Đây, đẹp nè con, đây, đây, đó. Rồi, bận áo khác cho đứa khác đi. Con cầm áo của con nhá. Hai. Các bé toàn được áo đẹp không? Có áo xuống tí mặc vào. Đây đây con nào. Nào mặc vào nào. Nè quay bà Bảy nha. Bà Bảy đang bằng áo mới cho các bé nha. Dễ thương quá. Rồi. Đây. Rồi trong đoàn ai của mình ai rảnh ra bận đồ cho bé vô đi. Lấy áo bận đồ cho bé đi. Đây bận áo mới vô nha con trai. Đây nha. Cô đẹp bận áo mới cho con nha. Nào đây. Cô đẹp bận áo mới cho con nào. Ố đẹp quá. Ôi. Sao lại cho con trai bận áo hồng thế này. Thôi. Nó hồng nữa. Đó. Ông Bụt, ông Bụt mày mắt đẹp cho các con nha. Đẹp luôn, của con đây. Con đây. Này, mấy đứa bé dễ thương quá. Áo, ui giời, đều lấy áo, áo màu. Thích không con? Thích không? Hả? Thích không? Áo đẹp không? Hả? Đây, các em dùng cao các bạn. Miền núi. Đó. Mặt mày của bé tèm lem luôn, không có ai chùi cho bé hết. Chùi miệng nghe con, chùi mũi đi, bệnh ha con bệnh hả? Đây. Đây. Tặng quà cho bạn đi. Đây đây cho ông cho nó mát đi ông. Trời ơi, đây áo áo đỏ không? Đây các bé đã bận được đồ mới nè các bạn. Đẹp hết rồi. Bên đó nó áo cũ lại. À, trần này có em cởi quần áo vào, mặc áo vào. Ủa đủ hết chưa? Trời ơi có thằng đứa nhỏ đây chưa bận cho nó nè. Có mấy đứa trong kia nó còn mặc đầu của nó mà. Mấy bé này trường mầm non không? Vâng ạ. Xã Lũng Cú. Vâng ạ. Điểm trường sắm trường xã Lũng Cú đẹp quá. Khóc ra, đứa nào khóc ra đó. Đứa nào khóc đi. Đứa nào khóc. Tặng cho cái áo này hết khóc à. Ô áo đẹp quá. Áo đẹp ra. Con có cháu thứ hai áo chưa rồi ạ. Lấy cái này nè. Huy tặng quà cho mấy bạn đi. Đó, em bé này chưa được này. Em này ra ngoài, em ra ngoài, em ra ngoài để nè. Ra ngoài. Cài nút lại. Cho một cái áo nữa. Đây đây đây, bạn này chưa được áo này. Đây đây bạn này. Cho cái áo thôi. Cho màu gì mà.